Đây là một số hình ảnh trong cuộc biểu tình chống tân Tổng thống Trump hiện đang lan ra khắp nhiều thành phố ở nước Mỹ. Đã rất nhiều nha. Phản đối Trump lan rộng khắp nước Mỹ, đấy, ở nhiều thành phố khác nhau. Và thưa bà con, đây là một cái trò của phe dân chủ. Đấy, biểu tình cái gì? Khi mà cái lượng phiếu bầu Trump thắng, thế ngày xưa là ông Biden thắng thì sao? Đó. Ông thắng thì ông vô, ông lãnh đạo nước Mỹ 4 năm. Đó. Để đưa nước Mỹ là coi như tụt dốc không phanh. Thì bây giờ người ta thấy quá chán ngán. Và người ta là bầu ông Trump, mà có phải bầu ít đâu. Lượng phiếu là coi như là 7 bang chiến trường là thắng thắng như trẻ tre luôn. Còn cái lượng phiếu bầu phổ thông thì là ông hơn đến là mấy triệu. Hình như gần 5 triệu phải, gần 5 triệu người. Không phải là chuyện đùa nha. Nha. Đó. Do đó là mấy ông dân chủ này bây giờ là bí rồi. Mấy ông dân chủ này là chuyên gia phát động biểu tình. Bà con nhớ cái hồi mà coi như là cái ông gì Floyd gì người da đen đó không? Bị cảnh sát xử không? Xử lý. Thì là cũng bày đặt làm ra một cái cuộc biểu tình rộng khắp cả nước Mỹ. Ghê gớm. Cắm trại rồi là đốt cái nọ, đốt cái kia rất kinh khủng. Mà là coi như là để làm gì? Để bôi bác. Để bôi bác những cái người thuộc Đảng Cộng Hòa thế thôi. Mà Đảng Cộng Hòa thì hồi đó họ cũng đâu có phân biệt chúng ta. Cảnh sát thì cảnh sát là của nước Mỹ. Thấy không? Nhưng mà hồi đó làm ghê gớm lắm, làm dữ dội. Đây, để mà coi như là kiếm phiếu bầu thôi, kiếm phiếu bầu hồi đó kiếm phiếu bầu người người da đen thôi. Nhưng mà nay cũng bốn củ soạn lại nhưng mà kiếm phiếu bầu kiếm đâu có được. Đây, thành ra là thua rồi bắt đầu biểu tình. Biểu tình cái gì? Biểu tình cái gì? Biểu tình cái gì? Người ta cứ kêu gọi bầu cho bà Harris đi. Bầu cho bà Harris là coi như nước Mỹ ăn cám luôn. Nước Mỹ ăn cám luôn. Và không chỉ nước Mỹ, thế giới cũng là vãi đạn luôn. Bởi vì sao? Trung Quốc trỗi lên. Chỉ có ông Donald Trump thì mới trị được Trung Quốc thôi. Chứ còn cái đám như là Biden rồi là Obama đủ rồi, ơi là rồi ơi, cái đám đó thì không làm được cái gì hết. Đấy không? Không làm được cái gì hết. Đó, một cái đám ăn hại thôi nha. Đấy, úi giời ơi, gõ đi là cho lắm. Gõ thùng, gõ đồ, gõ trống, gõ đồ đi cho lắm. Kinh tế thì tụt dốc. Tại sao là không đi biểu tình để chống ông Biden mà đi biểu tình để chống ông Trump? Tôi nó không không hiểu là cái đám này do giật giật dây Trung Quốc giật dây rồi. Đám này Trung Quốc giật dây rồi chứ không còn có cái lý do gì hết. Nó tào lao bí đao. Cực kỳ tào lao bí đao. Trung Quốc đó nó đè đầu cưỡi cổ đó. Obama qua Trung Quốc không cho là cái thảm đỏ, không trải thảm đỏ cho mày đi làm gì nhau. Nhưng mà đến khi ông Trung qua thì sao? Ông Tập Cận Bình phải tiếp ở trong Tử Cấm Thành nha. Nên nhớ là như vậy. Còn Obama làm gì có chuyện tiếp ở trong đấy. Ôi giời ơi, Obama thì thôi ai mà thèm tiếp ở trong đấy. Obama là coi như thang phải bắt cái thang phụ để mà đi cơ mà. Đúng không? Ôi giời ơi, thế mà bây giờ bày đặt biểu tình, biểu đồ, bà con thấy này. Mệt ghê chứ. Lú vừa thôi nha. Lú quá ai chịu nổi. Đúng không? Đó, lú quá mà. Đó, bây giờ bày đặt là như thế. Không ổn chút nào. Rất không ổn. Tôi thì mặc dầu dân Việt Nam thôi. Nhưng mà tôi thấy là cái đám mà dân chủ này nó lú lắm. Rất lú. Riêng cái chuyện mà ủng hộ để mà coi như gây chiến với Nga là cũng đã dở rồi. Thấy không? Trung Quốc đó sao không gây chiến mà đi gây chiến với Nga? Làm gì? Thấy không?
Nga nó kinh tế nó còn đâu tụt hậu rồi, đứng thứ hăm mấy, mười mấy hăm mấy cơ mà. Còn bên kia Trung Quốc nó đứng thứ hai cơ mà. Cho nên tôi nói cái đám dân chủ này đù đần lắm. À, đần đù lắm. Yeah. Đấy. Ông Obama ngày hôm qua có một chuyên gia mới phân tích là cho tôi là hồi đó Obama là khi mà đi ứng cử đó, thì chả dùng cái trò lừa, tức là chả mời những ca sĩ, những nghệ sĩ này kia kìa nọ đi theo, chả làm cho cái đám dân chúng mà dân chủ à bị u mê, do đó bầu cho chả, thấy không? Đó, cho nó rốt cuộc chả có đâu có làm được gì đâu. Hai nhiệm kỳ tổng thống mờ nhạt, cực kỳ mờ nhạt, à, mờ nhạt lắm. Obama thì thôi thua đấy. Rồi sao hồi đó sao không có ùa nhau đi biểu tình chống Obama đi, thấy không? Mà cho đến là bây giờ, ôi giời ơi, lú lú thì cũng lú vừa rồi thôi chứ lú lắm chịu gì nổi, thấy không? Không nên lú quá nha, không nên lú quá. À, lú dân chủ lú lắm, à, người của dân chủ lú lắm, cử tri của dân chủ lú lắm nha, à, lú lắm đấy, bớt lú đi ông Trung. Việc gì mà phải đi chống ổng, việc gì đâu nè, việc gì mà phải chống chống ổng, mà chống u rồi ơi, xuống đường nhiều ghê chứ, xuống đường nhiều vậy sao không xuống đường mà bỏ phiếu cho bà Harris đi, à, mà trốn ở nhà không đi bỏ phiếu để cho bà thua. Nhưng mà dù có bỏ phiếu nhiều đi chăng nữa thì bãi bằng chiến trường cũng coi như không thể nào là xoay chuyển tình thế. Bãi bằng chiến trường là người ta bỏ phiếu ủng hộ một cái vị tổng thống mà có thể làm thay đổi cục diện thế giới theo hướng tốt hơn, nên nhớ là như vậy, à, thay đổi theo hướng tuyệt vời hơn, à, chứ không phải như Obama, không phải như ông già đù đần lú lẫn, à, ông Biden lú lẫn đấy. Rồi cái bà Harris thì bà chuyên cười, à, nói cái gì cũng cười. Nếu mà làm tổng thống mà cứ cười suốt ngày vậy thì làm ăn được cái gì? Ôi giời ơi là giời, thấy không? Không được cái gì hết. May mà bà tổng thống đó, à, bà Harris đó mà bà mà trúng cử thì thôi, tôi nói. Nhưng mà người nào nó cũng có cái lịch sử sắp đặt hết, à, ông Trump là được lịch sử sắp đặt. Chứ còn nếu không mà đưa Harris vào thì sao? Trung Quốc nó nhấn chìm cả Mỹ và nhấn chìm cả thế giới luôn. Đấy, cho nên cái này là cái sứ mệnh lịch sử nha. Chứ đừng có dạy mà đi biểu tình biểu tơ đồ mệt lắm thôi. Ôi giời ơi là giời. Đừng có đi biểu tình nữa nha. Đi biểu tình nữa, về đi, về đi.